Dù ảnh nàng thơ mắt biếc bụng bầu to khệ nệ, netizen xôn xao thắc mắc danh tính bạn trai nữ diễn viên. Đỗ Khánh Vân, sinh năm 1995, là diễn viên trẻ nổi tiếng từ vai Trà Long trong bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Ngoài diễn xuất, cô còn từng là người mẫu ảnh và hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Gần đây, Khánh Vân gây sốc khi xuất hiện với hình ảnh bụng bầu to lớn trong một đoạn clip nhảy theo điệu nhạc. Cô viết, em bé mẹ có em bé con rồi mà ba vẫn bắt đu chen. Nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về danh tính bạn trai của cô. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đây có thể là phân cảnh trong một dự án web drama mang tên Liên và Đạt mà cô đang tham gia. Về sự nghiệp, sau thành công của Mắt Biếc, Khánh Vân không tham gia các dự án phim mới mà tập trung vào đóng MV ca nhạc. Cô chia sẻ về việc định hình lại sự nghiệp sau khi bị đóng khung vào nhân vật 16 đến 17 tuổi và quyết định tự ra sản phẩm để thể hiện bản thân. Cảm nhận của cô từ Mắt Biếc đã thu hút sự quan tâm và săn đón của khán giả, nhất là với vẻ ngoài trong sáng và đôi má lúm duyên dáng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Việt News để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.